tofu này, ớt ở rau này. Ở đây chị cắt, cắt nhỏ ra cho. Bị đói à? Muốn cơm hả? À. Chưa là chị quen mất. Xin lỗi nhé. Bị đói rồi đi, đi nấu cơm đi Bi ăn nhé. À, để nấu cơm Bi ăn nhé. Đứng đứng ăn, nấu chín nè. Đi, nè, chị qua cả.
Diam dia. Đây cái đậu phụ này. Ơ là rau này. À bí thêm đậu phụ hơn. Nấu đậu phụ nhá. Đậu phụ rất là chua nhá. Không thì nữa chỉ lấy dưa nhãn ăn trắng miệng. Nhiều hoa quả lắm. Đây. Đi rồi. Ê. Siêu mềm. Nhìn ngon nhỉ. Dạo này chị nhiều bài tập quá. Ít khi chơi thì Vi được. Xin lỗi Vi nha. Ok rồi. Nào Vi xuống đi để chị cắt cà chua. Đi. Ngồi xuống. Đúng không? Nha. Đừng ngồi gần nhau là bắn đấy.
nước vào. Ngon lắm Bi. Rửa tóc á. Rồi ok rồi đấy. Tắt bếp nha. Rồi chị múc cái đĩa cho đi ăn. Cơm chắc cũng chín rồi. Nha. Bỏ cái da nóng ấy. Nóng bình chạm thay. Cầm lên thì cái hai cái này thôi. Có. Cầm đây, đặt xuống. Chạy ra trước đi. Không thì cơm nữa rồi. Ừ, đồ ăn chưa nguội, đồ ăn chưa nguội mà đi bình tĩnh. Chưa nguội. Chờ tí, đồ ăn phải nguội đi mới ăn được. Tao chỉ lấy cơm nhé. Tao chỉ cầm khăn xong rồi đi. Chờ tí nhé. Cơm này. Đói chứ mà phải chờ. Thổi đậu nha, thổi đậu cho Bi nhé. Thấy không? Ăn từ miếng đậu đi, thêm vừa. Rồi để chị cắt
Cắt nhỏ ra cho. Mì to quá nhưng ăn được. Ăn đi, ăn hết chị đã cắt ra. Ăn miếng cơm mình đó. Một xíu chị đấy trái cây chấm miệng. Đó, ăn đi. Ăn không? Đói ăn nhiều rồi nha. Từ từ thôi. Sao dính không? Chán cả đậu nữa. À, thích cà chua ấy. Gắp cho mình miếng cà chua nhé. Ăn nhiều rau củ tốt cho sức khỏe. Ừ, ăn đậu đi. Không thích à? Nhớ ăn đậu mà. Mình cắt chua. Ăn đậu đi. Ăn nào. Không thích thì thôi nhé. Chị ăn hộ cho, chị lấy thêm cơm cho đi. Ăn cơm và chặt chua nhé. Đây, chị lấy thêm cơm. Này, để thêm cà chua nhé. Đấy, ăn giỏi nhé. Ăn xong cái này lấy nho nhé, mềm nho nhé. Chị thích nho thì lấy nho cho. Hết cà chua. Đó, ăn nốt cơm đi nha. Rơi ra ngoài mất. Để trái cây cho Bi ăn nhé. Bi ăn đi nhé, chị lấy trái cây nhé.
chụp cái nha, ăn nho nha. Chị nhai nó đi. Nhớ ngọt nè. Ăn ngon miếng này đi ấy. Không được chấm được. Ăn hết miếng này đi. Ăn hết miếng này đi. Không ăn coi nhé. Ăn bỏ đi. Dạ. Ăn nó đi. Nó đi lấy. Sợ nha. Nhai đi. Nhai nước lại vào đi. Nè. Đi cầm nó. Không phải ăn uống. Từ từ thôi. Uống từ từ á. Ôi, giỏi thế. Hết rồi. Hết chưa? Không chưa? Rồi, thế rồi. Cắt cái cốc nha. Nó chưa? Đã chưa? Ôi trời ơi, căng bụng luôn. Nó miệng nha. Này, tao ngồi chơi xíu rồi đi ngủ. Nhìn nữa nhé. Không chạy nhẹ nhiều. Đây kia. Không chạy nhảy đâu nha, ăn lo không chạy nhảy đâu. Thấy chưa? Vào phòng chơi, nhà luôn nha. Không chạy nhảy đâu đấy.